Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, khu vực Nam Bộ, trong đó có khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, từ mùa mưa qua mùa khô, nên mưa có xu hướng giảm dần. Hôm nay, toàn tỉnh tiếp tục duy trì thời tiết khô ráo, mưa chỉ diễn ra ở một vài nơi vào chiều tối, nhưng lượng mưa không đáng kể. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực như sau. Phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc, nắng cả ngày. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 31-33 độ, độ ẩm 79-84%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc, nắng cả ngày. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, độ ẩm 80-85%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, độ ẩm 79-84%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo. Hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 30 tháng 11 năm 2022, nước lớn, mức cao nhất 390cm vào lúc 4 giờ và nước ròng mức thấp nhất 90cm lúc 12 giờ 30 phút.